chào tất cả mọi người đã quay trở lại với cả vùng. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của một chuyến biển của Tom mình mọi người ạ. Hôm nay Tom và mình nhặt một lưới cá đóng ô quần mê mê luôn mọi người. Đánh rất là đạt mọi người ạ. Và như chuyến biển này bọn mình đi ngay vừa ngày thứ 8 rồi. Ngày thứ 8 trên biển thì đánh gần đây bá hầm luôn mọi người. Đây áp luôn bá hầm cá. Chuyến này kiếm ảnh đi 8 ngày kiếm ảnh 10 tiểu mọi người ạ. Ở 10 tiểu gió. Được chừng 2-3-8 tiểu hơn hơn 3-8 tiểu rồi. Rồi. Cá mình lối ôm mà. Cá đóng mê mê luôn. Đây là cá hố, cá bọn mình. Cá đóng ôm ồ ồ luôn. Mình kéo lưới lúc 6 giờ chiều mà bây giờ gần 8 giờ sáng rồi mọi người. Cả đêm luôn, làm cả đêm luôn. Chưa được nghỉ mọi người ạ. Cái này coi như là thức thâu trắng đêm rồi. Cả hố đắng mọi người. Trắng xóa lưới luôn. Còn cá thực, cá trái với cá lũng lũi mọi người. Đóng mê luôn. Mình từ lúc 6 giờ chiều đến giờ. Còn 12 tiếng rồi mọi người. 12 tiếng rồi. Hôm nay mình có bốc một số tấm lưới rách. Cá đây lối lửa đường lưới cá này. Lối lửa đường thước thì bọn mình ướp xuống khoáng rồi. Xuống hầm rồi. Còn cá. Mẹ ngựa, cá ngựa bữa ai to, còn là cá ngựa cấy. Còn là cá ngựa có tứng luôn mẹ ngựa. Con này có tứng à? À, tứng màu đỏ. Rồi mẹ rồi. Cá đóng mê mê luôn mọi người. Không thể tả luôn. Được mua cá chưa? Nói chung đoàn lưới của bọn mình thì lắm đây nghề nào cũng được mọi người. Nghề lưới bảo, nghề lưới quét hiện tại là được nhất rồi. Từ mấy chuyến biển này mình thấy bữa ai đóng dày nhất luôn, đóng mê luôn mọi người. Giờ nhìn thấy cá là sợ rồi. Nghe thấy các bạn ơi. Cá đóng rồi.
Rồi ngồi mà tê cái đi. Đứng lắm thì mày chân. Chuyến này đi về Bản Minh Cốc có bốc hơn giảm chục tấm này rách à, đứng cả nhói rồi đây. Mọi biết mọi người biết rồi, mọi người biết tính cá gì không? Đây, tính cả nhói rồi ảnh rất là ngồi mọi người ạ. Đây tính loại này ảnh rất là ngồi quá ngon luôn mọi người. Loại này vào luộc thì ăn rất là ngon. Trứng của cả nhoái mọi người. Giờ mình sẽ nghỉ máy để lặt cá cho mọi người. Cái cơ tiêu kia là hết lưới không? Ê, tôi xanh xanh kia là hết lưới. Cá đóng kiểu này thì chắc là thiếu đá mà. Đá hay đá không? Con hai sấm. Được một con hai sấm rồi. Hai sấm đi bởi mình thỉnh thoảng lối được rất là nhiều. Có hai phíu vào những cái quẻ đấy. À, con hai sấm rồi mọi người. Quê mình thường không lấy thứ này đâu. Thường quẳng mọi người ạ. Sướng mọi người ạ. Công phu công về đủ loại đúng không? Thì ngày nay thì đủ loại luôn, không chả thiếu thứ gì cả. Ngày nay chỉ thiếu một cá, cá ngang, cá thú thôi, thú cá ngang thôi. Còn đóng ốp. Wow, không rắn thôi mọi người ạ.
Bữa nay có tính rồi. Bữa nay bọn mình bắt sám lên, sám sẽ vắng đấy. Bữa nay có tính luôn anh. Và tính rồi. Thôi đừng ngủ. Tính đây. Bữa nay tính đây luôn mọi người ạ. Chắc là vào bờ bọn mình sẽ làm sám để anh em uống bữa chiều mọi người ạ. Thế này anh Bình nhờ mà bắt bắn bắt ghẻ ghẻ. Chuyến này bởi mình đánh được rất là ít, không có nhiều bằng chuyến trước mọi người ạ. Thì được 30 tháng 4 bọn mình nhập 400.000 một ký. À 4.5 triệu đồng một ký mọi người. Ghè đấy mấy mươi giờ mấy tầm mấy mươi 400.000 đồng một ký không? À, lúc lại mình có lấy nhầm mà ạ. Kẻ này 400.000 đồng một ký à. Đợt này về quê mình cũng không biết mọi người ạ. Thôi không thấy rồi. Nhưng không thấy hả?
lên nha mọi người. Mấy chú là ngồi tìm mấy con ốc ấy, mấy con ốc là mù ba mọi người ạ. Mình chạy tầm